Chào bạn, hiện tại mình đang cầm trên tay là con Mi 12 TG nha. Thì con này khách xài rớt bởi cái mặt kính phần phía dưới á. Thì con này bên mình nhận thay mặt kính. Thì máy như thế nào thì mình cần phải thay mặt kính, và máy như thế nào cần phải thay màn hình. Thì ví dụ như máy của các bạn mà đang xài á, nó bị vô tình bị rớt, bị cấn, chỉ bể cái mặt kính phía ngoài thôi. Còn cảm ứng nhấn bình thường nè, màn hình hiển thị bình thường nè. Thì lúc đó mình chỉ cần thay mặt kính thôi, mình không cần thay màn hình nha các bạn. Thì giống như con này thì khách xài rớt bể mặt kính thôi, cảm ứng bình thường, hiển thị bình thường, thì mình thay mặt kính con Mi 12 TG này bên mình thay thời gian tầm khoảng 2 tiếng. Các bạn tới thay thì các bạn có thể ngồi chờ lấy máy luôn. Còn những bạn ở xa mình không có tới thay trực tiếp được thì bên mình cũng có bán đem về, mặt kính mình cũng có bán đem về, màn hình mình cũng có bán đem về. Các bạn mua về có thể cầm ra tiệm nhờ họ thay lấy tiền công, nhưng mà con này thì cũng hơi là khó thay. Thì một số thợ ít nhận thay, còn số thì sẽ không có nhận thay nha các bạn. Rồi còn bạn ở xa mà mình không có tới thay được trực tiếp thì bên mình cũng có nhận máy qua đường bưu điện hoặc là nhà xe, các bạn gửi cho mình. Bên mình nhận xong, bên mình thay xong thì mình sẽ gửi cho các bạn. Khi mà bên mình nhận được máy thì bên mình làm thời gian tầm khoảng 2 đến 3 tiếng. Thì con này bên mình đã thay cái mặt kính xong rồi. Thì giờ kỹ thuật bên mình sẽ tiến hành ép cái dán cái màn hình dán màn hình lại nha. Thì thời gian thực hiện con này tầm khoảng 2 tiếng thôi, cũng khá là nhanh. Nó thì trong quá trình mà các bạn sử dụng cái con Mi 12 TG của mình, nó vô tình nó bể mặt kính, bể màn hình hay là không nhận sạc, lỗi bất kỳ tính năng nào trên máy thì bên mình cũng có nhận sửa. Các bạn cứ liên hệ bên mình sẽ tư vấn và báo giá cho các bạn. Thì con này kỹ thuật bên mình đã gần hoàn thành xong các bạn. Bây giờ mình sẽ cột dây thun cố định cho keo nó khô nữa, rồi mình sẽ dán nắp lưng vô. Và mình đã dán nắp lưng xong, và cái bên mình cũng đã test chức năng xong rồi.